Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với talk show Người Trong Muôn Nghề. Và tôi là Andy. Các bạn thân mến, khách mời của chương trình ngày hôm nay là anh Việt Anh Trần. Và vô tình thì anh Việt Anh Trần cũng chính là sếp của tôi. Lý do mà tôi muốn mời anh Việt Anh lên talk show ngày hôm nay, lên chương trình ngày hôm nay, là bởi vì từ cái ngày tôi làm ở Spyroom đến giờ ấy, rất nhiều người cứ nhắn tin hỏi tôi là: ê, Spyroom như thế nào? Môi trường làm việc ở Spyroom tốt không? Rồi các sếp ở đấy như thế nào? Thế nên là nếu mà các bạn đã mất công hỏi thì tôi cũng sẽ mất công để trả lời cho các bạn luôn, bằng cách là hôm nay tôi sẽ mời anh Việt Anh lên đây để cùng trả lời câu hỏi cho các bạn. Và anh Việt Anh ơi, anh có thể chào các bạn và tự giới thiệu một chút về bản thân để cho những cái người mà vẫn chưa biết nhiều về anh có thể biết thêm về anh được không? Ok, anh là Việt Anh, sinh năm 93, như Andy có nói là founder of Spyroom và nói chung cũng là sếp của Andy. Nói chung là thực ra ngày hôm nay thì tham gia talk show này, thật ra là anh chả biết một tí gì ra team đằng sau lưng làm cái gì anh cũng không biết đâu. Nên là thực ra anh cũng, nếu mà các bạn cứ nghĩ là cái này là diễn thì chắc là các bạn nhầm rồi. Tại vì khả năng cao là tí nữa có thể anh cũng bị hỏi những câu mà khi anh cũng không biết trả lời nào. Sự là bọn em chuẩn bị rất là nhiều thứ hay ho cho anh nên là okay. Anh cứ bình tĩnh, đấy, anh okay. Cứ phải bình tĩnh, thật là bình tĩnh. Ừ. Và em nghĩ là chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Em đã chuẩn bị sẵn cho anh ba hộp quà. Đây, anh có thể chọn. Đây là ba hộp quà nhé. Quà số 1, quà số 2, quà số 3 này. Đấy, anh hãy chọn một trong ba hộp. Ba. Hộp số 3. Anh chọn hộp số 3 đúng không? Số 3 là đáp án cuối cùng của tôi. Số 3 là đáp án cuối cùng của anh. Vâng. Và chương trình hãy cho tôi biết xem là đáp án số 3 có phải đáp án chính xác không ạ? Tên. Ok. À, thì ở trong cái hộp số 3 này em có chuẩn bị cho anh một cái chai. Một cái chai rỗng. Chai à? Ừ. Không có gì bên trong cả, một cái chai rỗng. Đấy. Và rỗng. Em có một thử thách dành cho anh với cái chai đấy. Đấy, đó là anh hãy kể một câu chuyện về cái chai đi. Kể một câu chuyện về cái chai à? Ừ. Ok. Thế thì để anh bắt đầu câu chuyện nhé. Hôm đấy là một ngày thứ sáu, trời cũng hơi mưa rông, nhưng mọi thứ đều có vẻ như là chống lại cái ý chí của con người. Đi thức dậy vào buổi sáng sớm để đi đến văn phòng đi làm. Việt Anh tỉnh dậy, trong đầu mang rất nhiều bài báo. Nhưng mà đêm hôm trước thì MU vừa mới đá mà lại vừa mới thua Europa League chung kết. Thế nên là những cái hoài bão đấy nó hơi bị gọi là, nó khiến cho cái, nó làm cho cái bối cảnh thời tiết nó càng buồn hơn nữa. Thế nhưng mà thôi, dù sao thì công việc là công việc, chúng ta thì vẫn cứ phải đi làm. Giống như ở MU thì vẫn cứ phải thua, nhưng mà nói chung là vẫn phải move on để tiếp tục cuộc sống của mình. Lúc anh đến văn phòng là 10:30, nghĩa là cũng đã muộn, cũng là muộn 1:30 so với giờ để bắt đầu đi làm. Ngay lập tức, không lãng phí thời gian, Việt Anh chạy ngay lên tầng 3 để xem không khí làm việc của mọi người đang như thế nào. Đập vào mắt anh là một chai Coca không ở trên bàn của Andy, nhưng không thấy thằng Andy đâu cả. Chính vì vậy, vì cũng khá là cay cho nên là anh đành phải ngồi vào chỗ của mày và thiết kế ra một chiếc ảnh để đặt ở làm màn hình nền của mày. Và đấy chính là cái ảnh mà cái ảnh đây. Để tôi kể cho các bạn này, anh Việt Anh làm một cái ảnh, trong đấy anh ấy cứ chỉ tay vào cái màn hình lườm thôi, gầm gừ bảo là nộp sản phẩm cho đúng giờ đây. Đấy, chính xác. Và đấy là món quà anh dành tặng cho Andy, và món quà đấy thay cho lời cảm ơn với những đóng góp và với những nỗ lực của em đã giúp cho công ty ngày một phát triển. Chúng ta có nhiều Coca hơn để uống, nhưng mà thật ra chai Coca đó ở trên bàn của em mà anh thì không được ngụm nào. Thì nói chung về cơ bản thì câu chuyện nó chỉ dừng lại ở đấy thôi. Nhưng mà đấy, có cả chai Coca rồi nhá, có cái chai màu trắng rồi đấy, đúng theo mong muốn chưa? Đấy, còn ảnh thì các bạn đã xem rồi. Qua cái câu chuyện vừa rồi thì em nghĩ là các bạn khán giả sẽ rút ra được một vài điều. Điều đầu tiên là anh Việt Anh hay đi làm muộn. Điều thứ hai là thằng Andy còn đi làm muộn hơn cả anh Việt Anh. Điều thứ hai thì đúng, điều thứ hai đúng rồi, còn điều thứ nhất thì
Ờ kìa, sao lại thế? Cả hai điều này nó phải đúng như nhau ấy. Anh à anh không, sếp em đi làm đúng giờ, sếp em là người đầu tiên đến công ty every day. Không, là người đầu tiên thì chưa chắc, nhưng mà anh chắc chắn hầu như là trong mọi ngày, mọi trường hợp thì anh là người cuối cùng rời công ty. À đúng, đúng, cái đấy thì đúng. Chuẩn, cái thì đấy chuẩn. Anh thông thường anh là người cuối cùng. Nhưng mà đầu tiên thì không chắc. Vì bình thường hôm nào mà em ở lại làm muộn thì cũng là thường là về với anh Tiến Anh học tầm 9 giờ, 10 giờ hoặc thậm chí có những hôm mà đến 11 giờ hai anh em mới về. Qua cái câu chuyện vừa rồi em nghĩ là các bạn đã một phần nào hiểu được cái tính cách của founder của Spyroom. Anh là một người rất là vui tính, anh Việt Anh là một người rất là vui tính, rất là thích trêu đùa mọi người. Thì sau cái màn gọi là giao lưu vừa rồi thì bây giờ sẽ làm cái phần chính của buổi talk show ngày hôm nay. Bóc phốt kiêm chất vấn của một nhân viên gương mẫu chính là tôi, em đi. Thế phải đổi host nhá, cái nhân viên gương mẫu thì phải đổi host. Nhân viên gương mẫu thì phải đổi host. Chương trình hỏng rồi, chương trình này là hỏng rồi. Nếu là nhân viên gương mẫu là phải đổi host, đấy là điều chắc chắn. Kìa, em là người viết kịch bản thì anh phải để cho em giả vờ làm nhân viên gương mẫu chứ. Được rồi. Anh cứ giả vờ thế đi, mà mày không biết đâu. Ok, được. Ok anh. Và câu hỏi đầu tiên thì Spyroom lúc đầu chỉ là một mạng xã hội, sau đó dần dần Spyroom mở rộng ra những cái mảng như là bán sách này, làm YouTube này, làm podcast, bla 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 nhiều thứ. Nói chung là em cảm thấy là Spyroom bây giờ đang có rất nhiều những cái sản phẩm. Đấy, thì tại sao anh lại muốn làm nhiều thứ như vậy, và đã bao giờ anh cảm thấy là mình đang làm nhiều quá hoặc là mình đang bị tham lam quá chưa? Anh nghĩ là cái việc mà anh làm nhiều thứ như vậy ấy, là nó xuất phát từ chính cái sự phát triển cộng đồng thôi. Đôi khi là anh cũng không đặt ra trước đâu. Tức là anh không phải là ví dụ như là tôi đến bước này tôi phải này, tôi phải thế kia. Bây giờ thì có thể là anh sẽ ở cái ngưỡng đấy rồi, bởi vì ở thời điểm này thì cái nước phát triển của Spyroom nó khác. Còn trong quá khứ ấy, thì anh luôn luôn làm tất cả mọi thứ với một cái quan niệm duy nhất trong đầu thôi. Đấy là cái gì mà anh cảm thấy là có lợi cho cộng đồng thì anh làm. Ví dụ như này, anh luôn cố gắng đặt mình vào vị thế, vị trí của những người mà viết bài ủng hộ, tức là ủng hộ và viết bài trên Spyroom nhé. Bởi vì anh nghĩ là đấy chính là những người quan trọng nhất của cộng đồng này. Nếu mà họ còn gắn bó với Spyroom và nếu họ còn tin tưởng vào giá trị của Spyroom, họ vẫn tin tưởng vào team Spyroom, thì Spyroom nó vẫn còn phát triển được. Còn nếu mà mình mà mất đi cái niềm tin của họ thì mình sẽ không bao giờ phát triển được. Thế nên anh chỉ nghĩ một cách đơn giản là những người viết như thế họ cần cái gì. Thì khi anh nghĩ như thế thì anh thấy là có rất nhiều người viết không phải là vì, ví dụ không phải là vì tiền hay gì đâu, mà người ta viết đơn thuần là vì người ta muốn chia sẻ. Và khi mà người ta muốn chia sẻ đấy thì cái người ta cần là gì? Cái người ta cần là một cái sự lan tỏa là nhất. Với thứ hai, sau khi lan tỏa là có sự kết nối và có những cái tương tác ngược lại với người ta. Thế thì ban đầu thì nó là website Spyroom, nó phục vụ cho cộng đồng những người đọc. Nhưng có những người không đọc, không thực sự thích đọc, người ta sẽ phù hợp với việc nghe hơn, việc xem hơn. Thế thì chính vì vậy nên bọn anh mới bắt đầu phát triển, mình mới phát triển thêm những cái như là YouTube, sau đó thì Spotify, hay là mới đây nhất thì còn đang làm thử, đang test thử, nói chung làm thử TikTok nữa, một dạng để thu gọn nội dung lại nữa, cô đọng hơn. Rồi Facebook thì anh nghĩ là khi mà mình tư duy với một cái mục tiêu cốt lõi như thế và mình xây dựng tất cả mọi thứ xung quanh nó thì mọi thứ nó diễn ra sẽ tương đối là logic và hợp lý. Giống như ví dụ bọn anh làm sách đúng không? Ngoài vừa nãy đã nói YouTube, nói podcast, rồi nói đến TikTok rồi. Nhưng ví dụ làm sách chẳng hạn, thì tại sao lại làm sách? Đơn giản là vì làm sách ấy, nó sẽ là một cái gì đấy, dù sao ở Việt Nam vào sách nó vẫn là một cái gì đấy mà mọi người, anh nghĩ mọi người rất là thích. Và bọn anh thì cũng, ví dụ khi mà làm sách thì mình cũng làm một cái tác phẩm thực sự chỉn chu để cái người mà được có bài viết trong sách đấy, người ta cảm thấy là wow, kiểu Spyroom đúng là họ cũng trân trọng mình và họ cũng tạo ra cái giá trị mà mình mong muốn về mặt thương hiệu này, hay về mặt những cái lan tỏa, những cái chia sẻ người ta được tiếp cận đến đối tượng mà thực sự quan tâm đến nó. Thì khi mà anh làm tất cả những điều đấy, anh nghĩ là nó sẽ đều đóng góp vào một bức tranh chung, chứ nó không mang tính tham lam hay là gì cả. Đấy là quan điểm của anh. Còn đương nhiên mỗi người sẽ có một quan điểm riêng, nhưng mà anh thì theo đuổi một quan điểm như vậy. Tức là anh sẽ làm mọi thứ để nâng cao cái trải nghiệm của người dùng của Spyroom. Đó là từ những người thích viết, thích đọc, thậm chí cả những người thích nghe, thích xem, thích
content dài, content ngắn là chúng ta đều có thể đáp ứng được cho họ. Đúng rồi. Và đáp ứng những cái thứ tốt nhất cho khán giả. Đúng rồi, tức là có một cái anh bổ sung thêm là đôi khi mình lúc mới bắt đầu ấy, thì mình hay nghĩ là mình sẽ làm thế nào để mình thay đổi được hành vi của người ta. Ví dụ như mình làm nào mình xây dựng một nền tảng viết thì ban đầu chẳng hạn anh sẽ nghĩ là làm thế nào để cái nền tảng viết đấy làm cho mọi người bắt đầu đọc nhiều hơn. Nhưng mà thật ra thì sau này càng về sau anh càng nhận ra là mình không thể thay đổi được hành vi của người ta và mình không nên cố gắng thay đổi hành vi của người ta. Ngược lại, nếu mình muốn đưa một cái thông điệp, một cái thông tin gì đấy thì mình hãy chọn cái cách thức tiếp cận người ta phù hợp. Thế nên là ban đầu nó mới là viết, nó là bài viết một mạng xã hội trên Spyroom và sau đấy nó là tất cả những cái khác. Thật sự là em mới làm Spyroom được có hơn một năm, tính đến bây giờ là mới được có hơn một năm. Nhưng mà trong cái thời gian mà làm việc ở Spyroom và làm việc với cả anh Việt Anh thì em thấy là khi mà anh có idea về một cái dự án nào đấy, về một cái project nào đấy thì anh sẽ cùng mọi người bàn bạc và triển khai để làm luôn. Và như em có nhớ thì anh đã từng nói là cứ thử, nếu thử không được thì bỏ luôn. Vậy thì anh có thể cho em biết là tại sao anh lại chọn một cái cách làm như thế và tại sao anh lại chọn một cái cách lên chiến lược để bắt đầu như thế được không? Thật ra thì tại vì nó cũng rút ra từ chính cái quá trình làm của anh thôi. Thật ra có nhiều cái mà mình luôn luôn, tức là khi mà mình bắt đầu làm nhá, hay là mình bắt đầu một thứ gì đấy, lúc nào mình sẽ có một cái gắn bó với nó. Mình lúc nào cũng nghĩ là cái idea, cái ý tưởng của mình là nhất, là nói chung là chắc chắn là nó sẽ ok. Nhưng trên thực tế khi mình cứ ôm cái ý tưởng như thế và mình không thực sự làm sao để nhanh để ra được, lấy được cái phản hồi thật của thị trường ấy, thì anh nghĩ là luôn luôn là trong hầu hết tất cả trường hợp là mình sẽ đoán sai. Anh đã từng như thế rồi, anh đã từng ra cái bản phiên bản Spyroom đầu tiên. Mình cũng nghĩ là có rất nhiều cái tính năng mọi người thích, rồi giao diện các thứ này hay, rồi tính kiểu như này là tốt. Nhưng mà ra chả có ai dùng, chả quan tâm, thỉnh thoảng có mấy ông vào kiểu nói vài câu nghe hơi đau lòng. Nhưng mà đấy, thì vấn đề là khi mà anh trải qua chuyện đấy, anh nhận ra là đôi khi có những thứ kể cả mình có chuẩn bị kỹ đến đâu đi chăng nữa nhá, mình có chuẩn bị rất 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 kỹ, thì nếu mà nó không phù hợp với nhu cầu của thị trường, nó không đánh đúng vào cái nhu cầu của người sử dụng thì nó cũng chẳng đi đến đâu cả. Và thực sự cái cách tốt nhất để hiểu người ta cần cái gì là bạn phải tạo ra một cái gì đấy trước. Bạn mồi dùi người ta và bạn lấy cái phản hồi của người ta để xem người ta nghĩ gì về cái đó, người ta cần cái gì để cải thiện cái mà bạn đang cung cấp. Thì khi mà bạn làm chuyện đấy thì ít nhất là bạn sẽ có một cái khung để bạn thay đổi, bạn điều chỉnh. Và thứ nhất là khung nhá, thứ hai là bạn cũng sẽ có hứng hơn để làm. Em giả sử như bây giờ nhá, anh bảo anh giao cho em một task, một cái công việc là xây dựng một cái kênh gì đấy đi trong vòng một năm, khi nào đầy đủ một năm thì anh em mình sẽ bắt đầu làm với nhau. Thế thì trong suốt một năm đấy anh nghĩ là em sẽ không cảm thấy happy, bởi vì nó như kiểu một cái công việc mà em không nhận được một cái tương tác gì, em cứ một mình lầm lũi không, sẽ ngồi tự làm thế xong tự nghĩ hay rồi cái gì đấy, và em không bao giờ được đẩy ra để cho khán giả tiếp nhận, hay là em đẩy ra cho những người thực sự người ta sử dụng nó tiếp nhận, thì tự em sẽ cảm thấy chán. Nhưng mà ví dụ như nếu mà trong các project, các dự án, ví dụ như mình làm đi, ví dụ làm kênh Spyroom chẳng hạn, anh luôn đưa ra một cái gì đấy rất nhanh, anh cùng làm mọi người và anh chấp nhận là anh cũng luôn bảo mọi người mà, tức là mình có thể sai, anh có thể sai, anh chắc chắn là sai nhiều hơn rất nhiều các bạn, bởi vì anh đưa ra rất nhiều quyết định, và tất nhiên kể cả tỷ lệ đúng cao đến mấy thì với số lượng quyết định nhiều thì số sai nó vẫn cao, đúng không? Thế thì khi mà anh trải qua chuyện đấy rồi, anh thấy là kiểu nó quá bình thường, và anh luôn luôn muốn là nhân sự của mình ấy cũng sẽ có một cái cách tiếp cận như thế, bởi vì sai nó chả gì đáng sợ cả. Sai mà không biết mình sai ở đâu thì đáng sợ, sai mà không biết mình sai ở đâu chịu. Từ cái ngày mà em làm ở Spyroom ấy, em thấy một cái rất là khác biệt của Spyroom so với cả những cái nơi mà em đã làm trước đấy nhá. Nó là làm ở Spyroom thì anh lúc nào cũng bắt bọn em là làm rất nhiều task khác nhau, kiểu những cái task nhiều lúc nó còn không liên quan gì đến nhau, kiểu anh muốn bọn em làm rất là nhiều thứ. Đấy thì sao anh lại muốn bọn em làm như thế? Tại vì này, anh nghĩ là để em thực sự hiểu được bản chất, như anh luôn nói với tất cả mọi người ấy, là anh muốn là làm sao để những cái nhân sự của Spyroom sẽ trở thành những người anh tạm gọi là có cái mindset của một product owner, một người làm chủ sở hữu cái sản phẩm đấy. Bởi vì mà để thực sự sở hữu sản phẩm đấy thì em phải làm rất nhiều khâu, em phải làm rất nhiều bước. Có thể em chỉ chuyên sâu vào một mảng thôi,
nhưng mà em vẫn phải hiểu được các cái mảng còn lại để em có thể làm việc với các người, với những người khác tốt hơn, và để em có thể về sau ấy, khi em phát triển lên em sẽ tự chịu trách nhiệm cho một sản phẩm của mình. Ví dụ như anh nói là với kênh YouTube của Spyroom đi, thì chẳng hạn như bây giờ thì là Isa đang bắt đầu thì là anh đúng không, sau đó anh chuyển giao hết cho Isa, sau đó Isa thì sắp tới Isa lại chuyển tiếp, bởi vì Isa sẽ làm các cái công việc khác, các cái task khác, các cái job khác, và sẽ chuyển lại sang cho những người khác. Thì anh muốn là mọi người luôn luôn phát triển theo cái hướng như vậy, tức là nhìn rộng hơn, chứ không phải là ví dụ mình cứ đắm đuối vào. Và tất nhiên đấy là một số nhân sự nhá, còn một số nhân sự nếu mà anh cảm thấy như là người ta phù hợp để phát triển về mặt chuyên sâu hơn thì cái lộ trình người ta sẽ khác, có thể người ta sẽ chỉ tập trung vào câu chuyện nghiên cứu và chuyên sâu phát triển thôi, bởi vì người ta sẽ thực hiện tốt nhất cái khả năng đấy, tức là cái công việc đấy nếu mà người ta được là chính mình. Còn ví dụ với một số nhân sự mà anh cảm thấy là thứ nhất là bản chất công việc, anh cũng không nghĩ là ví dụ như nếu mà các em chỉ tập trung vào, với cả một cái nữa cũng rất là quan trọng nhé, là anh muốn là kể cả Spyroom nó thành công hay thất bại nhé, kể cả nó như nào chăng nữa, thì nhân sự của mình khi mà nhảy ra ngoài với những gì mình đã học được trong Spyroom ấy, mình có thể set up và mình có thể tự chạy được những cái của riêng mình. Tức là không phải là bạn ví dụ chỉ ở Spyroom thì bạn mới sống và bạn phát triển được, mà bạn có thể ở bất cứ đâu, bạn có thể bay nhảy hoặc bạn có thể tự làm được. Bởi vì anh muốn là khi mà mình giống như rất nhiều công ty khởi nghiệp ở nước ngoài chẳng hạn nhé, thì rất nhiều early employee, những cái người mà nhân viên sớm người ta ấy, thì thường là sau khi mà rời công ty chẳng hạn, thế người ta lại xây dựng được các công ty khác, các ý tưởng khác, người ta biến được các ý tưởng này thành hiện thực. Là vì anh nghĩ là người ta cũng được đào tạo, người ta cũng có cái cách tiếp cận giống như vậy, và anh muốn là nhân sự của mình cũng thế. Ví dụ sau này, ví dụ như ở Mỹ có PayPal Mafia đúng không, toàn các ông kiểu triệu phú, tỷ phú gì đấy rất kinh khủng, ra thì ông thì làm cái này, ông thì xây dựng cái kia, thế sao lại biết đâu có Spyroom Mafia hay sao đúng không? Kiểu đấy. Thì mục tiêu là như vậy. Thì tiếp tục với cái câu chuyện là làm việc ở Spyroom nhá, đó là đây cái này là cái em tự thấy nhá, đó là em nhớ là cái giai đoạn đầu tiên mà khi em mới vào làm Spyroom ấy, thì đến bây giờ em nhìn lại em mới thấy là cái đoạn đầu tiên em trong cái thời gian thử việc của em nhá, là thật sự là em còn đang chả hiểu là tại sao lúc đấy mà anh lại không đuổi em đi luôn đấy. Và anh vẫn cho bình thường là đợt em nhớ là phỏng vấn là anh bảo là thử việc là 2 tháng nhỉ, 2 tháng, 2-3 tháng gì đấy, nhưng mà em lại thử việc tận 4, em nhớ là 4 tháng hay là 5 tháng gì đấy. Em thắc mắc là tại sao anh lại cái kiểu cho em thêm một cái cơ hội nó khá là dài, là anh không như kiểu bình thường là vào thử việc này không được thì thôi cho đi luôn, mà anh lại cho em thêm cái thời gian thử việc dài gấp đôi. Đấy, thì sao anh lại làm như thế? Thật ra ở đây phải đính chính tí nhá, là thử việc ở đây là mình nói với nhau ấy thôi, còn thật ra về mặt luật pháp là theo đúng luật là thử việc chỉ được tối đa là 2 tháng thôi. Thì trong trường của em là tối đa 2 tháng, nhưng mà sau đấy là như kiểu một cái hợp đồng dịch vụ kiểu đấy. Nó là thời gian thử thách là mình nói với nhau thôi, nhưng mà phải nói này không các bạn ấy lại nghĩ là Spyroom không phải đó, tức là Spyroom làm trái pháp luật, thì cái đấy là cái rất sai. Vì anh nghĩ là một trong những cái mà anh rất là tự tin là Spyroom là một trong những công ty mà nói chung là về những thứ về pháp lý và về mặt tài chính là anh cũng khá là chú trọng. Quay trở lại câu chuyện là thử việc, thử thách trong vòng 4 tháng. Thì thực ra anh nghĩ là cái này thì có hai lý do nhá. Một là anh nghĩ là cũng phải nhìn vào cái mức độ phát triển của một người. Anh cũng có quan sát và thấy mức độ phát triển và cái thái độ cũng khá là ok thì sẽ tạo thêm cơ hội thôi, đối với anh nó cũng không phải vấn đề lớn. Và cái thứ hai thì em cũng phải cảm ơn Isaquan, bởi vì anh giao cái quyền, với cái cách quản lý của anh ấy thì anh giao cái quyền quyết định cho Isaquan rất nhiều. Nếu mà Isaquan đồng ý với anh là cho nghỉ thì anh sẽ cho nghỉ, còn nếu anh có thể là anh đang bảo là anh hơi nghiêng về chuyện cho nghỉ, nhưng Isaquan là người làm việc trực tiếp với em bảo là không, em nghĩ là cần cho thêm cơ hội, thì anh sẽ nghe theo Isaquan. Đấy là cách quản trị của anh nhá. Vì mình luôn luôn là mình phải tin tưởng vào những người mà mình thực sự đã giao quyền cho người ta. Bởi vì người ta, nếu mà mình đã xác định được người ta có cái mindset của một người đang làm chủ cái sản phẩm mà mình đang muốn xây dựng, ví dụ như trong trường hợp đấy là kênh Spyroom YouTube, thì người ta sẽ tự biết đưa ra quyết định tốt nhất cho cái sản phẩm đấy. Mình chỉ là một người ở xa thôi, ở xa hơn. Đôi khi quyết định của mình nó không đủ cái độ chính xác. Thì anh nghĩ là một phần là Isaquan cũng ở đấy. Còn thật ra thì nếu mà trong trường hợp mà tất cả mọi thứ
tức là nếu mà nó không không đạt được như vậy thì có khả năng là cũng chả có ngày hôm nay. Nhưng mà rất may là mọi thứ nó diễn ra khá là tốt. Nói chung là cái mức độ tiến bộ của em thì nói chung anh thấy cũng ok. Nhưng mà thực ra bây giờ nói thật luôn là vẫn thỉnh thoảng vẫn sai, mắc mấy cái lỗi nhỏ nhỏ hơi nhiều, cái đấy phải tiến bộ hơn, tại vì cái đấy hơi khó chịu. Với cả phải phát triển hơn, ý anh là kể cả kiểu phát triển hơn về mặt gọi là đấy, làm sao để ví dụ như sau này mình có thể phát triển rộng hơn mà mình có thể guide, mình có thể hướng dẫn được những cái người khác, những các bạn khác nhảy vào, thì đấy mới là cái lộ trình phát triển mà anh đang hướng tới cho mọi người, nên là cố gắng để đi nhanh hơn thôi. Vâng, vừa rồi nghe anh Việt Anh nói thì có thể các bạn vẫn chưa hiểu rõ lắm Y Gia Quan là ai, nên tôi sẽ giải thích một chút. Y Gia Quan là trưởng nhóm phát triển kênh YouTube của Spy Room và tôi là biên tập viên. Y Gia là người đã dẫn dắt và hỗ trợ cho tôi rất nhiều trong quá trình 4 tháng thử thách này. Vậy thì em hỏi anh cũng từ nãy giờ bao nhiêu câu rồi nhỉ? Cũng khá khá rồi đấy. Thì em muốn tóm lại hỏi anh một câu thôi. Tóm lại một câu gọi là chốt hạ luôn. Ok. Đấy là theo anh thấy thì chúng ta đi làm để làm gì? Chúng ta đi làm để làm gì à? Thật ra thì anh nghĩ là cái đầu tiên mà cũng phải thực tế, chúng ta đi làm để kiếm sống, chúng ta đi làm để có thể sống. Không ai có thể theo đuổi đam mê hay làm cái gì để mà không có cơm ăn hết. Thế nên cái việc đầu tiên đối với anh nghĩ là đừng nói những chuyện xa xôi quá, những chuyện kiểu ta đi làm để được hạnh phúc, chúng ta đi làm để được cái này, được cái nọ, cái kia. Mà trước tiên chúng ta đi làm để sống. Nhưng mà để sống nhá, theo nghĩa là sinh tồn một cách cơ học, một cách sinh học đi, tức là sống được, có cơm ăn, nước uống các thứ này nọ, nó khác với việc thực sự sống, tức là thực sự gọi là được trải nghiệm và được sống đúng những cái mà mình mong muốn. Thì anh nghĩ là mục tiêu thứ hai của đi làm nó vẫn là được sống, nhưng là sống trong ngoặc kép, tức là để thực sự được, ví dụ em được theo đuổi đam mê đó, em làm những thứ em thích, em thấy em phát triển mỗi ngày, đấy là em được sống. Em sống hơn cái sống mà không có ngoặc kép, đúng không? Hoặc là em làm mà em nhìn thấy tương lai, là ví dụ như ok, thời điểm bây giờ thì nó như thế, nhưng mà tôi hiểu là trong tương lai thì mọi thứ nó sẽ thay đổi như này như nó kia, và tôi sẽ là một phần trong cái bức tranh lớn đấy, tôi cảm thấy hạnh phúc về cái tương lai đấy, thì đấy cũng là sống. Hoặc là ví dụ làm, thực ra khi mình có một cái ước mơ, một cái đam mê hay một cái định hướng, một con đường nào đấy thì nó thực sự là sống. Còn nếu mà kiểu đi làm mà hàng ngày cứ xách cặp đi, xong rồi chiều xách cặp về và thực sự cũng không hiểu mình làm để làm cái gì, không thấy bản thân mình phát triển cái gì, thì đối với anh cái đấy thì nó cũng hơi lãng phí. Nói chung là hơi buồn. Không dám nhận là không dám bảo là lãng phí hay gì đấy, vì nó tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người, nhưng mà anh nghĩ là như thế. Thì với anh thôi nhá, với cá nhân anh thì anh cảm thấy hơi buồn. Là ví dụ như mỗi ngày bây giờ anh làm Spy Room thì anh cảm thấy là ok, mình đang xây dựng cái gì đấy mà mình có thể cảm thấy tự hào, mình phát triển được, thì mình cảm thấy rất vui, và mình vẫn có thể lo được cho cuộc sống của mình, lo được cho cuộc sống của mọi người trong team. Thế thì cái đấy là những cái mà nó tạo ra giá trị, đôi khi nó còn nhiều hơn cả cái giá trị về mặt vật chất, kiểu cực kỳ giàu hay gì đấy, thì nhiều khi nó lại không đạt được cái mục tiêu như vậy. Thì để sống và để sống. Từ nãy đến giờ chúng ta đã nói chuyện với nhau khá là nhiều, và em nghĩ là các bạn khán thính giả cũng đã phần nào hiểu được cái môi trường làm việc của Spy Room như thế nào, cũng như là cái cách mà anh Việt Anh xây dựng nhân sự. Nói về công việc mãi thì cũng chán đúng không? Cho nên bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về các khía cạnh khác của anh Việt Anh. Đầu chương trình ấy, em có chuẩn bị cho anh 3 cái hộp và anh đã vô tình chọn nhầm vào cái hộp thứ 3, là cái hộp của cái chai. Thế thì anh có muốn biết là 2 cái hộp còn lại có cái gì không? Không, sao lại thế? Sao anh không muốn biết? Ơ kìa, sai hết cả kịch bản của em rồi. Giận thế nhở? Lại cũng được, anh lại muốn biết đi. Lại bắt trả lời câu hỏi gì, biết làm quái em. Em chỉ cần anh muốn biết một trong hai cái thôi. Ok, thế thì cái nhất đi. Anh lại chọn chiếc hộp thứ nhất đúng không? Đúng rồi, lại gì? Chiếc hộp thứ nhất là câu trả lời cuối cùng của anh đúng không? Ừ. Đó, anh hơi đen. Chiếc hộp thứ nhất là một thử thách dành cho anh nữa. Em biết là anh có một khả năng, một cái gọi là một cái thú vui, gọi là một cái thú vui đi, một cái niềm vui đấy, là anh rất là thích beatbox đúng không? Anh rất là thích beatbox. Đúng rồi. Ngày xưa anh có thể showcase một tí được không? Beatbox à? Thể hiện cho các bạn thấy là ok để thế đơn giản mà. Nhưng mà chỉ sợ mic nó không bắt được thôi. Ok, bắt không? Được hết anh ơi. Rồi nha. Chơi đi. Thank you.
May quá. Được chưa? Vỗ tay. May quá là anh đã không beatbox vào cái mic này, không chắc là hỏng mic của văn phòng mất. Ồ. Giận thật đấy. Rồi, chết rồi, hơi đen rồi anh ạ. Đạo diễn đang bảo em là anh vẫn phải thích cả hộp thứ hai nữa. Thế có gì là lựa chọn đâu, này lựa chọn quá ấy. Toàn lừa mà. Ok, thế hộp thứ hai toàn lừa. Đó. Em vừa nhìn thấy sau lưng anh có cái gì, anh có thể nghiêng đầu một tí được không? Hơi nghiêng đầu một tí. À, em tao che rồi. Dịch cái ghế ra được không? Cái đàn gì? Che rồi. Đúng rồi đấy. Che rồi. À, em tại sao anh lại có cái đàn trong phòng? Có đàn à? Đánh đàn thì có đàn nữa gì không? Ôi thật á, anh biết đánh đàn à? Ô thế bây giờ mày biết là anh biết đánh đàn à? Ôi thật á, anh giả vờ giỏi ấy, giả vờ giỏi phết. Diễn khá là sâu. Anh nghĩ là có thể là em nên đăng ký vào trường sân khấu điện ảnh. Ờ, đăng ký sân khấu điện ảnh à? Ừ. Chị bảo thế thì anh ấy đi. Đánh cái gì? Đàn sau lưng anh kìa. Anh thử lấy cái đàn ra, anh thử nghịch nghịch mấy cái dây đấy xem nó có ra tiếng không. Ok, xem chờ anh kiểm tra xem đàn có hỏng không. Chờ tí. Chơi khó thế còn bắt cả đánh đàn nữa. Phỏng vấn căng thật. Anh hát, anh hát gì? Một đoạn nào đấy anh thích ngắn nhẹ nhàng cho các bạn biết. Sếp của em hơi bị nghệ thuật đây. Ồ, sếp hay, ca sĩ lắm. Thế đánh hát bài vừa sáng tác nhá. Đang làm nhạc. Như là nắng hay như là mưa, như mặt đất hay như bầu trời, như là núi hay như là sông, người ơi biết tình mình như thế, người ơi có còn thương nhớ tôi. Bài hát thế thôi nhá. Ôi quá hay anh ơi, quá hay. Bài hát em thế cứ thôi. Tưởng là em đang phỏng vấn ca sĩ nào cơ. Bài này là bài anh sắp ra mắt trong đây là bài hát đầu tiên anh mới sáng tác. Để đón đợi, đón chờ. Anh có thể bật mí cho các bạn là thời gian tới anh có ra sản phẩm của bài nhạc này không? Có chứ, đang làm mà. Đang làm mà, đó. Đang làm thì mà. Mong là chúng ta sẽ được thưởng thức cái sản phẩm âm nhạc này của anh Việt Anh trong một thời gian ngắn nhất. Đó. Okay. Để tiếp tục này, thì em sẽ không hỏi anh nữa. Ừ. Mà bây giờ em sẽ để cho người khác hỏi anh. Đó là em sẽ đọc một câu hỏi ở trong confession của chương trình là do một bạn khán giả đã gửi về. Đó. Thì đây, em sẽ đọc câu hỏi của bạn đấy là như này. Anh chị ơi, cái gì em cũng thích thì biết phải chọn nghề gì ạ? Đấy, em học lớp 11, rất thích các môn nghệ thuật như là hội họa, viết lách, âm nhạc. Nhưng mặt khác thì em lại tự thấy mình có các khả năng tư duy khá là tốt, cũng khá là thích kinh doanh và khởi nghiệp. Tất cả các môn học đều ở mức khá và tốt trở lên. Nhưng cũng vì vậy mà em cảm thấy mình rất hoang mang, không biết chọn nghề gì để theo đuổi. Vậy thì liệu em có tham lam quá hay không? Và nếu như em muốn làm tất cả mọi thứ một lúc thì nó như thế nào? Em thấy là bạn này cũng khá là giống với cả anh. Đó chính là một người thích nghệ thuật này, thích những cái thứ âm nhạc đó. Và cũng là một người có khả năng tư duy, có khả năng logic rất là tốt. Vậy thì anh có lời khuyên gì đến cho bạn khán giả của chúng ta, bạn học sinh lớp 11 này không? Ok, anh nghĩ là lời khuyên đầu tiên của anh là thật ra cái mà các bạn đang nghĩ bây giờ là thích ấy, thì thực sự nó mới chỉ là khởi đầu thôi. Cái thích đấy là để cho bạn bắt đầu. Chứ còn cái thích đấy có giúp bạn đi xa hay không thì bạn phải thử rất nhiều. Thật sự, giả sử như bạn bảo là bạn thích hội họa, mỹ thuật đúng không? Nhưng mà bạn đã bao giờ kiểu trải, bạn phải thực sự phải trải qua cảm giác của việc bế tắc khi mà phải, ví dụ như là không thể kiếm tiền được từ cái chuyện đấy chẳng hạn này, hay là kiểu mình không đạt được cái kỳ vọng, hay là việc mà mình tập luyện từ cái, có thể mình thích là mình bắt đầu nhá, mình cảm thấy mình hơi có năng khiếu một tí. Nhưng ví dụ như nếu mọi người đã tập luyện một cái gì đấy, mọi người sẽ nhận thấy là đến một cái ngưỡng nào đấy thì mình sẽ cảm thấy là bị chững lại. Thế mình có đủ động lực để mình vượt qua độ chững hay không? Tức là cái lúc đấy cái thích nó bị thử thách ấy. Thì anh nghĩ cái đầu tiên bạn cần làm là bạn phải tìm ra những cái gì đấy thử thách cái thích của mình để bạn xem thực sự là bạn thích cái gì.
Và có một lời khuyên nữa là anh có nghe là trong cái câu hỏi bạn bảo là có nên thử tất cả mọi thứ không đúng không? Thì câu trả lời của anh chắc là không. Bởi vì trong trường của anh cũng thế thôi. Anh không phải là kiểu làm tất cả mọi thứ cùng một lúc. Mà anh tin là khi bạn nên bắt đầu với một thứ trước. Và bạn phải đặt ra một giới hạn cho bản thân mình nhé. Tức là làm cái thứ đấy đến một ngưỡng nào đấy nhất định. Và không bỏ cuộc trước ngưỡng đấy. Tại vì nếu mà bạn bỏ trước cái ngưỡng đấy thì thực ra bạn sẽ chả rút được cái bài học, chả rút được kinh nghiệm gì, là bạn có thích thực sự hay không, bạn có năng lực hay không. Thì bạn sẽ phải cố gắng với một cái. Và có một cái anh luôn luôn nói với rất nhiều bạn, cũng hỏi anh câu hỏi kiểu này, là anh bảo là đôi khi ấy, bạn tập trung vào một thứ, nhưng không phải là bạn chỉ tập trung vào một thứ thì sẽ chỉ có giỏi lên ở cái khía cạnh đấy, mà có những thứ bạn quên mất là bạn vẫn học được trong quá trình làm. Chẳng hạn như bạn học vẽ đi đúng không, từ A đến Z đi, thì ngoài kỹ năng vẽ tốt hơn thì bạn cũng học được cách để đi từ A đến Z ở bất cứ một lĩnh vực nào khác. Thì ví dụ cái kỹ năng vẽ đấy maybe là nó có thể là nó không thể áp dụng sang kinh doanh được đúng không, nhưng ngược lại thì bạn có thể áp dụng cái tư duy để đi từ A đến Z trong kinh doanh. Bạn áp dụng được cái tư duy cách để học một thứ gì mới trong kinh doanh thì khi đấy cái thời gian học của bạn về sau nó sẽ giảm đi rất nhiều, hơn là bạn cứ ok hơi nhảy cái này một tí, học được một tẹo xong thấy hơi chán chán lại nhảy sang tí, lại học một tẹo, nó không đến một cái ngưỡng ấy, thì nó cứ loay hoay như thế, và kết quả cuối cùng là cái gì cũng sẽ biết một tí và không thể tìm ra được câu trả lời cho chính mình. Thì đấy là hai lời khuyên mà anh nghĩ là hy vọng là chắc là sẽ giúp được bạn ấy trong cái câu chuyện tìm ra. Còn thực ra để tìm được thì thực sự là nói thì rất khó, bởi vì bạn ấy mới học lớp 11 thôi, cũng ít va chạm ấy, và bạn ấy nên có nhiều cái trải nghiệm làm việc, trải nghiệm kiểu tìm hiểu kỹ hơn, nói chuyện với những người đã từng làm ngành nghề đấy, hoặc là ví dụ như là mua sách người trong môn nghề, sắp tới có quyển sáng tạo đấy, ôi rồi mua sách đọc chuyện, đọc để nhìn thấy cái hành trình và cái con đường của người khác ấy, và rút ra kinh nghiệm cho chính mình, thì bạn sẽ hiểu được, bạn có nhiều thông tin hơn, thì lúc đấy bạn mới đưa ra quyết định được. Còn hiện giờ thì anh nghĩ là hơi khó. Các bạn thân mến, và vừa rồi chúng ta đã có một cuộc nói chuyện khá là vui với cả anh Việt Anh rồi. Và để kết thúc lại chương trình thì tôi sẽ bật mí với các bạn rằng là tại sao ở ngay đầu chương trình tôi lại chọn cái chai để vào hộp quà thứ nhất. Thì thật ra lý do là bởi vì tôi cảm thấy anh Việt Anh khá là giống một cái chai rỗng. Tức là nó là một vật trống không và nó dùng để bao chứa những cái vật khác ở bên trong. Thế nên là lý do tôi cảm thấy anh Việt Anh giống cái chai là bởi vì anh Việt Anh là một người đã từng làm rất là nhiều thứ, đã từng trải qua rất là nhiều thứ, và anh đã tự phát triển được cái tiềm năng, đã tự bộc lộ được cái tiềm năng từ bên trong bản thân mình ra. Thế nên là bây giờ khi làm việc ở Spyroom thì tôi cảm thấy là anh Việt Anh như đang là một cái chai, và anh chỉ cần là một cái chai để cho chúng tôi ở bên trong và chúng tôi tự phát triển, chúng tôi tự tìm ra được những cái tiềm năng của bản thân và tự tỏa sáng. Đấy là lý do tôi cảm thấy anh Việt Anh khá là giống một cái chai. Thế nên đấy là cái cảm nhận của tôi. Còn các bạn thì cảm thấy như thế nào? Hãy chia sẻ cho bọn mình biết bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và nếu các bạn có những câu hỏi khác thì các bạn có thể đặt câu hỏi cho bọn mình trên fanpage Người Trong Môn Nghề Confession. Bọn mình sẽ cố gắng hết sức để tìm những cái khách mời phù hợp nhất để trả lời câu hỏi giúp các bạn. Và em nghĩ là bây giờ chương trình cũng đã khá là dài rồi, nên là anh Việt Anh có thể chào tạm biệt các bạn cùng em được không? Và chúng ta hãy cùng hẹn gặp lại các bạn vào một chương trình, một số khác. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả 500 anh em nhá. Anh em nếu mà thấy hay thì bổ cho mình một quả sẻ ngay hoặc là comment ở dưới phần comment để cho mình biết được cái sự quan tâm của anh em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt các bạn, chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. See ya.